Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi Sau đây là bản tin Tên lửa đối không trên hạm hiện đại nhất của Nga gặp lỗi Hệ thống phòng không trên hạm Reader gặp lỗi nghiêm trọng khi thử nghiệm khiến chương trình tàu chiến Exit của Nga chưa thể đi vào hoạt động Chương trình khinh hạm tàng hình lớp đôi đốc Grotko được các chuyên gia quân sự ví von như tàu chiến Exit của Nga Đây là tàu chiến đầu tiên của Nga có sự thay đổi, mang tính cách mạng về hệ thống phòng không tàu được trang bị hệ thống phòng không Modern polymer Redux với ống phóng thẳng đứng, có thể phóng nhiều các loại tên lửa khác nhau. Theo National Interest, hệ thống phòng không Redux được xem là câu trả lời của Nga đối với hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ. Đô đốc Rodco là khinh hạm đầu tiên của Nga, được trang bị radar mảng pha hoạt động theo từng giai đoạn với bốn mảng anten cho phép theo dõi 16 mục tiêu cùng lúc. Hệ thống phòng không Redux gồm 4 hạt tám cộng phóng thẳng đứng, có thể phóng ba loại tên lửa phòng không khác nhau, trong đó tên lửa chín M100 dùng cho đánh chặn tầm thấp ở phạm vi khoảng 15 km, tên lửa 9M 96 m dùng để đánh chặn tầm trung ở cự ly 40 đến 50 km, cuối cùng tên lửa 9M96 vì các mục tiêu tầm xa ở cự ly 150 km. Nhân theo một số nguồn tin, thử nghiệm thực địa với hệ thống phòng không Redux cho thấy thông số kỹ thuật của hệ thống kém xa so với tuyên bố của nhà sản xuất. Bộ Quốc phòng của nước này đã quyết định dùng thử nghiệm hệ thống Redux vì không đạt yêu cầu một ủy ban đã được thành lập để giải quyết các vấn đề phát sinh. Một số nguồn tin nhận định không loại trừ khả năng Bộ, Bộ, Quốc phòng Nga sẽ hủy hợp đồng với alma Anti. Nhà sản xuất alma Anti đã không thể phát triển các tên lửa theo đúng thông số kỹ thuật gửi đến Bộ Quốc phòng Nga. Trong một thử nghiệm vào tháng 6, tên lửa tầm xa 9M96 đã rơi xuống biển sau khi rời khỏi bệ phóng chỉ 3 giây. Các thử nghiệm trên khinh hầm đôi đốc Surotko, hệ thống Redux chỉ đánh chặn được các mục tiêu ở dưới 40 km. Ở các cự ly xa hơn, hệ thống hoạt động kém hiệu quả. Dmitry Grobenberg, nhà nghiên cứu cao cấp chuyên về các vấn đề quân sự của Nga thuộc kênh truyền hình Channel NLSA, cho rằng khả năng đánh chặn tốt ở cự ly dưới 40 km chỉ là kết quả của cả tiếng so với lần thử nghiệm vào năm 2014. Trong thử nghiệm trên tàu lớp hộ tống Sterechotchili, trong thử nghiệm trên tàu hộ tống lớp vào năm 2014, hệ thống radar chỉ có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly dưới 15 km vì radar phân kê không thể dẫn đường cho tên lửa ở cự xa hơn, Redbird nhận định. Vấn đề về lỗi kỹ thuật của hệ thống Redux bắt đầu về việc các thùng, các phòng thiết kế ở Nga vẫn duy trì lối hoạt động và công nghệ lạc hậu từ thời Liên Xô. Hệ thống Redux được xem là lá trắng trong chương trình khinh hạm đối đốc của Rotko và tàu lốp hộ tống Steyr-Rossi. Hệ thống này từng được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về phòng không trên hạm cho hải quân Nga. Việc hệ thống phòng không trên hạm tiên tiến nhất của Nga đã gặp lửa nghiêm trọng khiến hải quân Nga không thể đưa vào vận hành chiếc khinh hạm đầu tiên của lớp đô đốc Grotko. Bộ phòng Nga khó lòng đưa vào hoạt động một chiếc tàu chiến mà không có hệ thống phòng không đủ chức năng. Bản tin đó đã là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.